Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn phương pháp ghép trục theo cách đơn giản nhất. Mình sẽ chia đôi tờ giấy ra thành hai phần. Bên đây mình sẽ minh họa và bên đây mình sẽ ghi lý thuyết. Chính là bước 1. Chính là khảo sát sự biến thiên. Giữa x và ux. Thì đây, trong bảng biến thiên của ghép trục thì chúng ta sẽ kẻ 3 cột. Rồi mình sẽ nói đến hai cột đầu tiên trước là x và ux thì mới tạo ra chữ u ở đây. Hai dòng đầu tiên mình sẽ khảo sát sự biến thiên như x và ux thì chúng ta làm tương tự như bảng biến thiên bình thường. Nhưng điều đây đặc biệt là mình sẽ không xét đến u phải x mà mình chỉ xét trực tiếp giữa x và ux. Ở trên dòng đầu tiên thì mình điền vào các điểm a1, a2, v.v.v. an-1 rồi an mình vào đây chính là điền các điểm a1, a2, v.v. đến an là các điểm cực trị, là các điểm cực trị của hàm số ux. Hoặc là các điểm mà tại đó hàm số không xác định. Ta sẽ có lưu ý thứ hai, đó chính là tùy theo tập xác định hoặc là yêu cầu bài toán sẽ xét khoảng đoạn khoảng phẩy đoạn phẩy hoặc là vân vân nửa đoạn nửa khoảng gì đó sao cho sẽ tùy theo yêu cầu bài toán thì chúng ta xét. Chúng ta có một số lưu ý chẳng hạn như là a1 có thể trùng với lại âm vô cùng hoặc là a2 có thể trùng đến dương vô cùng hoặc là vân vân gì đó. Thì bạn để ý kỹ cho mình rằng trên đây chúng ta chỉ làm việc trong cái khoảng mà bài toán cho, chẳng hạn như kêu là xét tính đồng biến hoặc nghịch biến trên đoạn từ -2 đến 2 chẳng hạn thì trên đầu này sẽ là -2 và bên đây sẽ là số 2. Hoặc là bài toán không có điều kiện gì hết thì chúng ta tự hiểu là x chạy từ âm vô cùng cho đến dương vô cùng chẳng hạn. Hoặc là bài toán kêu là xét trên khoảng từ 1 đến 5 thì chỗ này là số 1 và chỗ này là số 5, rất là đơn giản luôn. Mình sẽ điền những cái giá trị tại các cái điểm cực trị hoặc là các điểm không xác định này. Thì lưu ý mình sẽ điền đó là u1, u2 nè, vân vân, un-1. Đây là un. Nghĩa là mình sẽ thay cái giá trị x này vào đây, x vào u. Và sau đó mình điền vào y chang như một cái bảng biến thiên bình thường luôn. Và các bạn lưu ý cho mình ở đây đó chính là các điểm A1, A2, A3, A4, A5 phải theo thứ tự tăng dần. Có nghĩa là gì? A sau phải lớn hơn A trước. Phải lớn hơn A trước. Bởi vì như bạn vẽ các bảng biến thiên bình thường đúng không? Thì nó cũng phải theo thứ tự như thế này mới đúng được. Rồi sau đây mình sẽ tiếp tục với bước số 2. Rồi, mình tiếp tục đến với bước số 2. Đó chính là mình sẽ điền các điểm cực trị của hàm số y bằng fx. Cho sẽ liền lần lượt các điểm cực trị của hàm số y bằng fx vào giữa u1, u2 vào giữa u1, u2 là u2, u3 phải vân vân un-1 cho đến un. Nghĩa là gì? Ta sẽ điền các điểm cực trị ở trong khoảng ở giữa hai u liên tiếp với nhau. Ở đây giữa cái này mình sẽ điền các điểm cực trị của hàm số fx vào đây, mình sẽ điền các điểm cực trị vào đây là b1 nè, b2 nè, vân vân, bên đây là b1 b2 hay gì đó vân vân. Rồi bây giờ mình sẽ điền các điểm cực trị của hàm số fx là các điểm b1 b2 vân vân vào đây. Lưu ý cho mình đó chính là gì, mình sẽ xét là uk và uk cộng 1. Nếu như u nào lớn hơn, ví dụ như là uk lớn hơn uk cộng 1, nghĩa là u ví dụ như là u đứng trước lớn hơn u sau, u đứng trước lớn hơn u sau thì mình sẽ suy ra được là mình sẽ điền theo thứ tự giảm dần. Giảm dần có nghĩa là gì? Có nghĩa là B1 sẽ là điểm cực trị lớn nhất trong các điểm cực trị. Sau đó mình sẽ giảm xuống B2, giảm 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 dần cho đến điểm nhỏ nhất. Rồi sau đó đến U2. Rồi còn nếu như UK bé hơn UK cộng 1 thì mình sẽ điền theo thứ tự tăng dần. Nghĩa là gì? Ví dụ U1 bé hơn U2 thì mình sẽ điền các điểm cực trị sao cho U1 rồi đến B1, B2 vân 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 đến BN làm sao cho mà nó theo thứ tự tăng dần. Rồi mình đến bước số 3 là bước đơn giản nhất. Bây giờ mình sẽ xét sự biến thiên giữa U và FU.
Ở đây thì bạn chỉ cần tưởng tượng là U là cái bin x, còn FU chính là FX. Thì như vậy mình sẽ nhìn cái lõi của nó và mình sẽ thay cái lõi này bằng chữ x, rồi mình nhìn lên cái bảng biến thiên để bài cho. Rồi sau đó mình sẽ điền cái giá trị được. Ví dụ mình điền ở đây là f của U1 đi. Rồi chẳng hạn như là f của B1 chẳng hạn. Rồi xuống đây FB2. Đây là mình minh họa thôi. Thì bạn lưu ý cho mình rằng bây giờ mình sẽ nhìn chữ U như chữ X. Sau đó mình sẽ dò cái trị của cái U này vào trong cái bảng biến thiên của hàm số y bằng Fx, hoặc là đồ thị của hàm số y bằng Fx. Sau đó bạn sẽ điền cái giá trị F đó vào trong đây. Rồi sau đó bạn sẽ xét được sự tương quan. Ví dụ như bạn sẽ thấy F nào cao hơn thì lên trên, F nào thấp hơn thì lên xuống dưới. Như vậy bạn sẽ lập được hình dạng của bảng biến thiên hàm số FU. Và từ đây chúng ta sẽ suy ra được mối liên hệ giữa X và FU. Rồi mình sẽ ghi lý thuyết trước. Ba là điền các giá trị FUK. Sau đó là hoàn thành bảng biến thiên. Rồi, mình sẽ đến với bước cuối cùng là bước số 4. Đó chính là xử lý yêu cầu bài toán. Thì sau khi chúng ta có bảng biến thiên của hàm số FU, thì chúng ta có thể dùng nó để xử lý các dạng toán như là tương giao. Tương giao là một nè. Xác định số điểm cực trị. Hoặc là bình luận nghiệm, vân vân và vân vân. Ghép trục có ứng dụng trong rất nhiều mạng như tương giao của hàm số hợp nè, hoặc là xác định số điểm cực trị của hàm số hợp nè, hoặc là bình luận số nghiệm của hàm số hợp nè, vân vân. Nghe lý thuyết thì có vẻ phức tạp, nhưng bây giờ mình sẽ áp dụng một số bài tập để cho bạn thấy phương pháp này rất đơn giản. Sau khi đọc yêu cầu bài toán thì mình nghĩ ngay đến phương pháp ghép trục. Tuy nhiên chúng ta có thể sử dụng các phương pháp đánh giá để tiết kiệm thời gian hơn. Mình có sin x bé hơn bằng 1 và lớn hơn bằng trừ 1 với mẫu x thuộc R. Mình suy ra được các mẫu 2 của 1 trừ sin x. Đây là căn thức thì nó sẽ lớn hơn bằng 0 với mẫu x thuộc R. Và mình sẽ thay số nhỏ nhất là trừ 1 vào đây, bé hơn bằng căn 2 để tương đương với lại cái lõi là U bằng 2 cộng căn bậc 2 của 1 trừ sin x. Mình sẽ đưa ra kết luận cái này lớn hơn là bằng 2 và cái này bé hơn là bằng 2 cộng căn 2. Từ đây mình xét hàm số FU của bé hơn bằng M với U thuộc trong khoảng từ 2 cho đến 2 cộng căn 2 có dấu bằng đây, bằng vuông. Rồi mình có như sau, mình sẽ bằng biến thiên. Đây là U, ở đây là FU. U chạy từ 2 cho đến 2 cộng căn 2. Ở đây là F2. Rồi còn F của 2 cộng căn 2 bằng âm 5, mình vẽ xuống đây. Vậy hàm số nghịch biến trên khoảng từ 2 đến 2 cộng căn 2. Vậy mình có được như sau. FU bé bằng M. Có nghiệm khi và chỉ khi M lớn hơn hoặc bằng min của FU khi U chạy từ 2 cho đến 2 cộng căn 2. M phải lớn bằng cái min thì phương trình sẽ có nghiệm. Còn nếu như M lớn hơn bằng cái max thì phương trình sẽ đúng với mọi. Đây phương trình có nghiệm thì tương đương với lại M phải lớn bằng min của FU trên đoạn 2 cho đến 2 cộng căn 2. Cái này chính là bằng trừ 5. Vậy ta sẽ suy ra được M phải lớn hơn là bằng trừ 5. Vậy mình sẽ kết luận được phương án đúng ở đây chính là phương án B. Thì mình cứ nhận xét chính là sau khi đánh giá được cái lõi, chúng ta có thể đánh giá được tập giá trị hàm số và từ đó biến đổi tiếp thay vì sử dụng phương pháp ghép trục. Sau khi đọc yêu cầu bài toán, mình nghĩ ngay đến việc sử dụng phương pháp ghép trục. Trước hết, mình sẽ kẻ ba cái cột ở đây. Là cột x, cột u, và cột tiếp theo là fu. Bây giờ, đây là hàm có chứa dấu căn thức, thì mình sẽ tìm điều kiện xác định. Chính là cái bên trong căn phải lớn hơn bằng 0. Bây giờ mình sẽ bấm mod giải bất phương trình bậc 2 lớn hơn hoặc bằng 0 câu bạn số 3. Đây là trừ x bình cộng 4x cộng 12. Đây, điều kiện là x thuộc từ trừ 2 cho đến số 6. Vậy thì x ở trên đây sẽ chạy từ trừ 2 cho đến cái 6. Bây giờ mình sẽ xét hàm số cái lõi trong khoảng từ trừ 2 cho đến 6. Cách dễ nhất ở đây là mình sẽ sử dụng chức năng table mod 8 nhập hàm vào trừ 1
cộng căn 12 cộng 4x trừ x bình phương nhân x từ trừ 2 cho đến 6, lấy cuối trừ đầu chia 44 là 8 chia 44, khi x chạy từ trừ 2 cho đến 6 thế từ đây là trừ 1, sẽ viết ở đây vào trừ 1. Từ đây mình nhìn tiếp x bằng trừ 1, đây nó tăng lên, nó tăng liên tục, đây nó tăng, nó tăng cứ tăng tiếp đây, tăng đến tại x bằng 2 thì nó ra số 3, thì mình sẽ ghi đây là x bằng 2 thì hàm số tăng lên 3, từ số 3 nó giảm xuống. Các bạn thấy không, nó giảm xuống rồi rút 6 ra trừ 1, vậy thì hàm số nó sẽ tăng lên 3 rồi sau đó nó giảm xuống trừ 1. Bây giờ mình sẽ điền các điểm cực trị của hàm số fx vào, thì hàm số có các điểm cực trị là 0, 1 và một cái điểm nào đó mình đặt là khoảng 2,5 chẳng hạn, thì mình đây từ trừ 1 đến 3 thì đi qua điểm 0 thì 1 và khoảng 2,5 đi, mình để đây 2,5, hoặc từ 3 xuống trừ 1 tương tự ngược lại là 2,5 1 0. Rồi khi x bằng trừ 1 thì hàm số có giá trị bằng 0, khi x bằng 0 hàm số có giá trị là âm 7, đi xuống âm 7. Khi x bằng 1 thì hàm số có giá trị bằng 9, tăng lên 9 là 9. Rồi khi hàm số có giá trị là 2,5 là cái điểm cực trị đó thì nó sẽ có giá trị là trừ 6, cao hơn trừ 7, mình để lên đây trừ 6. Khi x bằng 3 thì hàm số có giá trị là trừ 2, đi lên trừ 2 nhưng vẫn thấp hơn 0. Rồi mình vẽ tối xứng qua bên đây, xuống đây là trừ 6, 1 là lên 9, 0 là xuống trừ 7. Ở đây âm 1 thì vẫn lên số 0. Ở đây thì mình sẽ vẽ đường thẳng y bằng m ngang cách ngang ra. Thì bạn thấy không, nó cách nhiều nhất tại 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 điểm lận. Ở đây là đường thẳng y bằng m cách tại đúng 6 điểm, thì mình thấy nè, ở chỗ này thì cách tại 6 điểm, đó chính là gì? 1, 2, 3 nè, 4, 5, 6, 6 điểm. Thì khi đó thì số trừ 2, điều kiện đó chính là trừ 2, phải không lấy điểm trừ 2, bởi vì trừ 2 sẽ cách tại 7 điểm, bé hơn m. Và mình có lấy số 0, bởi vì mình lấy hai đầu mút bên đây, có lấy, nên chắc chắn là sẽ bé hơn bằng 0, thì nó sẽ có 6 nghiệm. Rồi mình để ý kỹ ở trường hợp thứ hai, đó chính là khi nó tại bằng trừ 6 chỗ này, thì nó cách tại 1, 2, 3, 4, 5, 6 điểm luôn. Và mình phải ghi dấu hoặc đây, hoặc là m bằng âm 6. Thế ra được m sẽ thuộc tổng hợp, trừ 6 là số thứ nhất. Rồi số thứ hai là trừ 1 và 0. Vậy có 3 giá trị nguyên của tham số m thỏa mãn yêu cầu bài toán. Vậy mình sẽ chọn được phương án đúng ở đây, chính là phương án A. Mình cứ nhận xét là đây là một bài ghép trục khá cơ bản. Các bạn chỉ cần khảo sát được cái lõi của nó thì việc xử lý bài toán này trở nên rất là dễ dàng. Ở video trên mình đã quay sẵn hai video về phương pháp ghép trục, mời các bạn đón xem tại đây.